Mến chào các quý vị khán giả thân yêu của chương trình Thời sự 365. Thùy Trâm rất vui khi luôn được đồng hành cùng quý vị trong các bản tin thời sự tổng hợp mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh, đồng thời bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn nhất hàng ngày. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng tới với những nội dung đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ nói Nga tiến thoái lưỡng nan khi để mất Lyman. EU, xung đột không thể kết thúc sau khi Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine. Tòa Hiến pháp Nga công nhận hiệp ước sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine. Bình luận của Lầu Năm Góc về lực lượng động viên của Nga tại Ukraine chưa đáng kể. Mỹ nói Nga tiến thoái lưỡng nan khi để mất Lyman. Các bạn thân mến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết việc Ukraine giành lại thành phố miền đông Lyman sẽ khiến Nga thêm khó khăn và rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chắc chắn rồi, đây là điều quan trọng. Chúng tôi được khích lệ rất nhiều trước những gì đang nhìn thấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 1 tháng 10 nói trong một cuộc họp báo tại Hawaii, đề cập đến chiến dịch phản công của Ukraine giúp nước này giành lại quyền kiểm soát thành phố Lyman từ tay Nga. Bộ trưởng Austin lưu ý, Lyman nằm trên tuyến tiếp tế mà Nga đã sử dụng để đưa quân đội cũng như vũ khí, nhu yếu phẩm của mình tới phía Nam và phía Tây Ukraine, khi Điện Kremlin thúc đẩy chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng. Nếu không có những tuyến đường đó, họ sẽ gặp khó khăn hơn. Vì vậy, nó sẽ đẩy Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong tương lai, ông nói. Nga đã sử dụng Lyman làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của mình ở khu vực phía Bắc vùng Donetsk. Việc chiếm được thành phố này là thành công lớn nhất của Ukraine kể từ khi phát động cuộc phản công ở khu vực Đông Bắc Kharkov hồi tháng trước. Những thành công gần đây mà Ukraine đạt được khiến các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, những lãnh đạo như Charlie Raman Kadyrov giận dữ. Ông kêu gọi Nga thực thi các biện pháp quyết liệt hơn trên chiến trường Ukraine, trong đó có cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ hôm 30 tháng 9 nhận định, nếu Nga thất bại tại Lyman, điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần trong đợt động viên quân của Moscow. EU, xung đột không thể kết thúc sau khi Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine. Các bạn thân mến, nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng xung đột không thể kết thúc sau khi Nga quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine. Sẽ không ai công nhận việc sáp nhập các vùng lãnh thổ này. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell nói với truyền thông Tây Ban Nha hôm 1 tháng 10. Theo nhà ngoại giao hàng đầu EU, quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine của Nga đã khiến xung đột ngày càng khó giải quyết hơn. Tổng thống Putin khiến cho chiến tranh ngày càng khó, thậm chí không thể kết thúc, ông Borrell nhận định. Theo ông Borrell, EU cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. EU cũng dự định áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow để cô lập Nga trên chiến trường quốc tế. Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo phương Tây về việc bơm vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó khiến xung đột kéo dài hơn. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nếu Nga sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý giả ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời của Ukraine làm cái cớ để sáp nhập, điều này sẽ ngăn cản mọi khả năng đàm phán giữa Kiev và Moscow. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thỏa thuận cho sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia hôm 30 tháng 9. Quyết định sáp nhập đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các đồng minh. Mỹ và Albany đã soạn thảo sự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow phủ quyết nghị quyết này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng các khu vực nói trên đã chọn trở thành một phần của Nga. Ông Borrell cho rằng việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ này là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết lệnh sáp nhập do Tổng thống Putin tuyên bố sẽ không thay đổi bất cứ điều gì và tất cả các vùng lãnh thổ đều là lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba khẳng định việc Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine và Nga không làm thay đổi bất cứ điều gì và Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ, khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong bài phát biểu tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin cảnh báo Moscow sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ vừa sáp nhập và sẽ bảo vệ những khu vực này bằng tất cả sức mạnh của Nga.
Ông Putin kêu gọi Ukraine chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự và cuộc chiến mà họ đã bắt đầu vào năm 2014, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Zelensky cho biết mặc dù Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không thể đàm phán về các điều khoản bình thường, trung thực và công bằng với Tổng thống Putin. Vì vậy, chỉ có thể đàm phán với một Tổng thống khác của Nga. Tòa Hiến pháp Nga công nhận hiệp ước sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine. Các bạn thân mến, Tòa án Hiến pháp Nga đã ra phán quyết công nhận hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh ly khai của Ukraine. Trong một phán quyết được đưa ra hôm 2 tháng 10, Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga đã công nhận hiệp ước sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Tòa án Hiến pháp Nga khẳng định hiệp ước sáp nhập này là hoàn toàn hợp hiến. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Sau phán quyết trên của Tòa án Hiến pháp Nga, hiệp ước sáp nhập sẽ được chuyển đến Duma Quốc gia, Hạ viện Nga để phê chuẩn. Dự kiến Duma Quốc gia sẽ nhóm họp vào ngày 3 tháng 10 để thảo luận về vấn đề này. Vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine vào Liên bang Nga. Tối cùng ngày, ông Putin đã có bài phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Tổng thống Putin tuyên bố, trong nhiều thập niên, chính quyền Ukraine đã không thành công khi cố gắng xóa bỏ bản sắc lịch sử của người dân, hủy hoại truyền thống của họ và cấm nói ngôn ngữ mẹ đẻ. Họ mang tình yêu quê hương lịch sử trong trái tim và truyền cho con cháu của họ, Tổng thống Putin nói. Đồng thời tuyên bố Nga không chỉ mở cửa mà còn mở rộng trái tim với những người dân sống ở 4 khu vực tại Ukraine. Chào mừng các bạn trở về nhà, ông Putin nói, trong khi đám đông hô vang nước Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đưa ra một số cam kết cải thiện an ninh ở các vùng lãnh thổ mới, phục hồi nền kinh tế, xây dựng trường học và bệnh viện tại các khu vực này. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ và hỗ trợ người dân ở 4 lãnh thổ mới sáp nhập. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để nâng cao mức độ an ninh cho người dân tại các vùng lãnh thổ này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khôi phục nền kinh tế và khôi phục cơ sở hạ tầng, xây dựng trường học, các cơ sở mới, bệnh viện, ông Putin cam kết. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích việc Nga sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine và gọi đó là một trò hề. Ông cũng khẳng định, chính phủ và quân đội Ukraine sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Toàn bộ lãnh thổ của đất nước chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của đối phương, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 30 tháng 9. Bình luận của Lầu Năm Góc về lực lượng động viên của Nga tại Ukraine chưa đáng kể. Thưa các bạn, quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng lực lượng binh sĩ động viên của Nga cần có đủ thời gian huấn luyện cần thiết để xuất hiện trên chiến trường. Mặc dù chính phủ Mỹ đang quan tâm sát sao việc huy động tới 300.000 binh sĩ theo diện tổng động viên, một phần của Nga, nhưng theo quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, có một số lý do để tin rằng tác động của những lực lượng này là chưa đáng kể so với lực lượng tác chiến ban đầu. Trong một cuộc họp báo vào tuần này, quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng một số yếu tố có thể làm giảm bớt tác động của việc huy động lực lượng của Nga. Việc họ trang bị vũ khí hợp lý cho một lực lượng như vậy là rất khó. Ngoài ra, họ cần phải được trang bị, huấn luyện và vũ trang cho chiến sự. Và nhiều người trong số họ được cho là lính nghĩa vụ với các mức độ sẵn sàng khác nhau. Các báo cáo đã chỉ ra rằng các binh sĩ Nga được gửi đến Ukraine sau một khoảng thời gian huấn luyện, quan chức Lầu Năm Góc nói. Theo ông, một yếu tố thậm chí còn tác động lớn hơn có thể là câu hỏi về tinh thần. Người dân Nga đang có nhiều mối quan tâm về việc huy động lực lượng động viên. Tất cả những yếu tố này có khả năng góp phần khiến Nga phải đối mặt với khó khăn trên chiến trường trong bối cảnh các lực lượng Ukraine đang tích cực phản công tại khu vực Đông Bắc Kharkiv. Đây là vấn đề hóc búa với Nga. Họ đang gặp khó khăn ở không gian chiến đấu, vị quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho hay. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ đã ủy quyền chuyển giao hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí giúp quân đội Ukraine phòng vệ. Mặc dù số lượng lớn thiết bị và đạn dược đến trực tiếp từ các kho dự trữ hiện có, Lầu Năm Góc cũng đang làm việc với các nhà thầu để sản xuất thêm vũ khí đặc biệt cho Kiev, gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Đáng chú ý, truyền thông Mỹ hôm 30 tháng 9 tiết lộ, Lầu Năm Góc được cho là đang xúc tiến thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới đảm bảo việc trang bị và huấn luyện binh sĩ Ukraine. Nỗ lực này
sẽ thay đổi quy trình chuyển giao vũ khí cho Kyiv theo hướng hiệu quả hơn. Theo các nguồn thạo tin của New York Times và CNN, những thay đổi này được tiến hành nhằm tạo ra một đơn vị chuyên trách gần như mô phỏng những nỗ lực hỗ trợ và huấn luyện của Mỹ ở Iraq và Afghanistan trong vòng hơn 20 năm qua. Bộ Chỉ huy Ukraine dự kiến được thành lập tại Wiesbaden, Đức, nơi quân đội Mỹ đóng trụ sở chính tại châu Âu. Đơn vị mới này gồm 300 nhân viên dưới quyền phụ trách của tướng Christopher Cavoli, tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ. Thành phố Wiesbaden của Đức nắm giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch trên vì hầu hết quân đội Ukraine đang được đào tạo ở trong hoặc gần thành phố này. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.